chui ra ra xa cắn chề. Biết thân như bọt nước, ngộ thân như là quyển, bé tên qua của ma, dược tầm mắt thần chết. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Phê nô pa măng ca giá mi măng vi đi tòa ma rì chi thầm măng a vi sam bu tha nô chê tòa na ma ram sa pa tum pha ca ni a da sa năng măng chú ra cha sa cắt chê. Thân như bọt nước đầu quên, rỗng không quyển ảo diệt sanh vậy mà. Trượng phu bẻ gãy tên qua, dược lên tầm mắt tử ma khó tìm. Bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Kính mời cô Tệ Duyên. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Con thành kính đảnh lễ chư tôn đức, kính lễ thượng tọa, dạ kính lễ đại đức tự đức, kính lễ đức tôn nữ và thân chào quý thiên nam tín nữ. Dạ cảm ơn giảng đông trần phụng và nhật bình đã cho biết nghe rõ. Dạ cảm ơn vinh hùng có thanh á. Bây giờ thử nhiên xin kệ kinh pháp cú số 40. Phê nu ba măng ca gia mi măng vi ti toa ma ri chi tham măng a phi sam bu tha no che ca ni sa năng ma chu ra cha sa ga che pe nu ba mang ca ya mi mang vi ti toa ma di chi tham mang a phi sam bu tha no che toa na bậc và ca ni a đa sa năng ma chu ra cha sa ga che phê nu bát măng ca ya mi măng vi di toa ma ri chi tham măng a phi sam bút tha no che toa na ma ra sa bấm phát ca ni đáp tăng mắt chú ra chát chát xa gắt chê. Biết thân như bọt nước, ngộ thân như là huyễn, bẻ tên hoa của ma, vượt tầm mắt thần chết. Phổ thơ này của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Thân như bọt nước đầu gần, rỗng không huyễn ảo, diệt sinh vậy mà. Trượng phu bẻ gãy toa, vượt lên tầm mắt, tử ma khó tìm. Dạ, phổ thơ này của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, Thủy Duyên đã kể xong. Dạ, bây giờ thấy tín hiệu của Trần Phụng. Dạ, kính mời Trần Phụng. Dạ, sa thú. Cảm ơn cô Thủy Duyên. Con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Dạ, con kính đảnh lễ Đại Đức Tuệ Đức. Con kính lễ cô tu nữ Tuệ Duyên. Dạ, con kính chào quý cô chú trong đạo tràng. Dạ, con xin được đọc câu pháp cú số 46. Khê nu bá măng ca gia mi măng vi đi tòa ma ri chi tham măng a phi sam bút tha nô chê tòa na ma rát xá ba bút phá ca
phá ca ni a đát xá năng mắt chú ra chát xá gát chê phê nu bá măng ca gia con đọc lại phê nu bá măng ca giá mi măng vi đi to mari mari chi tham măng Aphisam Buddhano Chê Toàn Má Ma Rát Xá Bá Bút Phát Ca Ni A Rát Xá Năng Mát Chú Ra Chát Xá Chát Chê. Biết thân như bọt nước, ngộ thân như là huyền, ngộ thân như là huyền, bể tâm hoa của ma vượt tầm mắt thần chết. Và đây là bản dịch của Ngài Thượng Thích Minh Châu. Thân như bọt nước đầu gần, rỗng không huyền ảo, diệt sinh vậy mà, trượng phu bẻ gãy tên hoa, vượt lên tầm mắt, tử ma khó tìm. Và đây là bản dịch của Ngài Hòa Thượng Duy Đức. Và con đã đọc xong, và con xin dâng mít lại cho đạo tràng. Con cảm ơn chú Bát Thanh đã bóp bài. Dạ, con xin dâng mít lại ạ. Là con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Là con kính đảnh lễ Đại Đức Thịnh Đạt và Đại Đức Đại Đức. Và con kính đảnh lễ cô Tu Nữ Tệ Duyên và con kính chào toàn thể đạo tràng. Con xin trả bài câu Pháp Cú, đọc bài câu Pháp Cú 46. Phê nụ ba măng ca ra mi măng quy đi tòa mà rì chi thầm măng a phi sầm bút thà nô chết tòa na mà rát sa ba búc pha ca ni a rát sa sa năng mách chu ra chát sa gách chê. Phê nụ ba măng cà ra mi măng quy đi tòa mà rì cha mà rì chi thầm măng a phi sầm bút thà nô chết chê tòa na mà rát sa ba búc pha cà ni a đát sa sa năng mách chu ra chát sa gách chê. Biết thân như bọt nước, ngộ thân như là huyễn, bẻ tên hoa của ma vượt tầm mắt thần chết, là của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Thân như bọt nước đầu gành, rỗng không huyền huyễn ảo, diệt sinh vậy mà, trượng phu bẻ gãy tên hoa vượt lên tầm mắt tử ma khó tìm. Đó của Hòa Thượng Giới Đức. Con xin kệ. Về nu ba măng cà ra mi măng quy đi toa ma ri chi thầm măng a phi sam bút tha nô trên tòa nam a ràn sa bam bum pha ca ni a đát sa năng manh chu rát sa gành chê. Dạ con đã đọc của kệ xong, con có sai thì mong đạo tràng sửa cho con. Con xin tràng gửi mic lại cho đạo tràng. Chào quý anh chị,
con xin kể cái kinh pháp cú số 46 ạ. Về nu ra nâng cả gia mi nâng vi đi to mà để chi thăm mang để xâm vô cung tha nơ để tỏ na ma ra xin xả ba cung tha nơ a đa sa nâng mắc chú gà chà vi sa ra khung chê để nu ba nâng ca dân mi nâng vi đi cung to ma đi chi thăm mang đi xâm vô cung tha nơ Chị tỏ nơ ma ra xa, bà bật như ba khá ni. Hà đa xa nâng mắt chú, gà dạ tư xa gà hình chê. Biết thân như bọt nước, ngộ thân như là nghĩa. Bẻ tên qua của ngơ, nhược tầm mắt thần chết. Đó là tổ thơ của là Thượng Thất Minh Châu. Về nô ba măng, cả gia như nâng, vì được như to. Mari kita mengadili sambung kano Jawa nama rasa bapak mba kami Ada sana maju raya saya kunci Thân như bọt nước đầu nguồn Rộng không hiểu ảo diệt sinh vậy mà Trữ phu vẽ gãy tên hoa Diệt lên tầm mắt tử ma khó tìm Đó là khổ thơ của Hòa Thượng Vinh Đức Dạ, cảm ơn Đức Văn Thơ Ba đã góp bài ạ. Dạ, xin gửi mic lại cho chị Lạc Lê ạ. Dạ, dạ nam, kính cảm ơn chị Nhật Huỳnh. Dạ nam mô Bụt Thầy, dạ nam mô Thầm Ma, dạ dạ nam mô Sang Khai, dạ. Dạ con kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh, đảnh lễ cho đại đức tăng với cô tu nữ. Dạ mến chào tất cả các đạo hữu. Dạ kính cảm ơn rằng đông trần đạo cho biết âm thanh rõ. Con xin đọc câu pháp cú số 46. Dạ. Về nụ ba măng cà giam bi măng đi quy đi tòa Ma ri chi thầm măng api sam bút thà nô chết tòa na ma rát xa Ba bút pha gà ni a đa tinh xa nặng mắt cu ra chát tinh xa gắt chê Biết thân như bột nước, ngộ thân như là huyễn. Bẻ tên hoa của ma vượt tầm mắt thần chết. Và đó là bản dịch của Thượng Thích Minh Châu. Thần như bột nước. Thần như bột nước, đầu ghề rỗng không huyễn ảo, diệt sinh vậy mà. Tượng phu bẻ gãy tên hoa vượt tên tầm mắt từ ma có tìm và đó là phổ thơ của ngài dưới đất về nu pa măng cà ra mi măng quy định toán ma ri chi thăm măng a pi sam put tha nô Tòa hoa na ma rát sa ba phu ba kháng ni A đát sa năng mặt cụ ra dát sa gát chê Pê nu pa măng ca ra mi măng quy đi tòa Ma ri chi thâm ma a pi thâm vô tha nô Chê tô na ma ran sa ba ram ba na ca ri
a sa a da sa nang mat ku ra chat cha gan che. Dạ con đã đọc xong rồi. À, con kính mời vị kế tiếp ạ. Dạ sa thú kính cảm ơn sư Tâm Hương. Dạ cảm ơn sư Trần Đông và Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Kính cảm ơn Tâm Hương và Trần Đạo cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Nam mô Bích Tha Giá, một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức, con thành kính đảnh lễ Đại Đức Tịnh Đạt cùng chư Tôn Đức vừa quan năm vào đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà quý cô tu nữ, Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ con tri ân sư. Dạ sa thú lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Đại Đức Tể Đức đã từ bi hoan hỷ cùng chúng con ôn pháp cú kinh số 46. Nhật Quỳnh kính cảm ơn Minh Quát Tha Ná Xích Rạng Đông, cô tu nữ Tự Duyên Xích Trần Phụng, Xích Quang Thanh, Xích Trần Đạo, Xích Tâm Phương đã hoan hỷ ôn bài pháp cú kinh số 46. Và bây giờ thì cũng đã đến giờ học bài mới. Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh, cung thỉnh pháp sư trước khi đạo tràng chúng ta được Đại Đức Tịnh Đạt giảng dạy bài học ngày hôm nay, câu pháp cú kinh số 47. Và cảm ơn Minh Mát Tha Ná đã cho bài học. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Thân Kha Giá. Nam mô Ta Sa Pha Ga Qua Tô A Ra Ha Tô Sam Ma Sam Bu A Da Ha Sa. Nam mô Ta Sa Pha Ga Qua Tô A Ra Ha Tô Sam Ma Sam Bu A Da Ha Sa. Nam mô Ta Sa Pha Ga Qua Tô A Ra Ha Tô Sam Ma Sam Bu A Da Ha Sa. Phạm Thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng gì hơi. Viết lòng mở đạo dạy đời, nhắm vườn lộc gia ngày dời chân sang. Thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy tinh dự pháp từ. Đó là nhóm Kiều Trận Như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp, 45 hạ giáp vẹn toàn. Mờ hồng trăng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cà tam giới thừa ân phổ cập, ma đám mưa lành rưới khắp thế gian. Bởi nhân cơ tính rõ ràng, thịnh ngài thuyết pháp nói đàn từ bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu được trí trí vẹn toàn. Nam mô Bích Tha Giá. Và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh Đại Đức Tịnh Đạt từ bi hoan hỷ cho chúng con được học ngữ vựng viên sự và ý nghĩa câu pháp cú kinh số 47. Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Dạ con kính nhân minh đến sư ạ. Nam mô Bồ Tát, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Và con kính lễ chư tăng và mến chào toàn thể quý vị có mặt diễn đàn pháp cú kinh ngày hôm nay là ngày 18 tháng 6, ngày thứ sáu năm 2021. Lớp diễn đàn pháp cú kinh chúng ta sẽ học đến bài học câu kệ ngôn pháp cú số 47 trên 423 câu. Dạ cảm ơn quý vị đã cho biết được và tín hiệu được tốt. Lúc nãy có Tịnh Đạt có vào thì bị rớt mạng một lần, hy vọng là sẽ không có bị rớt mạng lần nữa. Xin quý vị hoan hỷ trong cái thời gian diễn ra, quý vị cập nhật cho cái tín hiệu và sa thú. Và để cho bắt đầu vào buổi học, chúng con cung thỉnh chư tăng và kính mời quý vị cùng đảnh lễ tam bảo.
Arahaṃ samma sambuddho bhagavā Buddhaṃ bhagavantaṃ abhivādemi Sakkhato bhagavata dhammo Dhammaṃ namassāmi Suppatipanno bhagavato savakasangho Sanghaṃ namāmi. Dạ, Nam Mô Buddhaya. Kính Chư Tăng và kính thưa toàn thể quý vị, diễn đàn Pháp Cú Kinh chúng ta đang học với bộ kinh Pháp Cú thuộc về tiểu bộ kinh. Và hôm nay chúng ta học đến câu kệ ngôn số 47. Ngôn số 47 thuộc phẩm Bấm Hoa Bấm Pha Quốc Gá. Dạ, Bấm Hoa Bấm Pha Quốc Gá. Câu nội dung câu pháp cú số 47 như sau. Upanihi wa bajinantang Vyasatamana sang narang Suttangamang moho kho wa Machu adaya gachati. Người nhặt các loại hoa, ý đắm say tham nhiễm, bị thần chết mang đi như lục trôi làng ngủ. Bản Việt ngữ của Ngài Hòa Thượng Minh Châu. Cũng như là bản dịch Việt ngữ văn xuôi của Ngài Đá Chanh Đá Chánh Thân. Tở như cơn lũ lớn cuốn trôi ngôi làng đã ngủ say, thần chết tóm lấy người đàn ông có tâm ý bị đắm nhiễm, đang thu nhặt thuần những bông hoa rồi ra đi. Nam Mô Bụt Thầy Giá. Và trước tiên thì diễn đàn của chúng ta sẽ học về ngữ vựng, sơ lược về ngữ vựng của câu kệ ngôn pháp cú số 47 này. Câu đầu tiên là Puphanihe wa pachinantang. Puphanihe wa pachinantang. Puphani có nghĩa là những bông hoa. Và những bông hoa ở đây chú dạy giải thích rằng được ẩn ý là các cái dục lạc ngũ trần. Hê quá kết hợp bởi hai từ đó là hí cộng với ê quá. Hí cộng với ê quá. Hí có nghĩa là thật vậy. Ê quá chỉ. Ở đây giống như là chữ ê quá nó là cái sự nhấn mạnh. Pachinantang nó xuất phát từ cái cụm từ chí, đó là nhặt hay là gom, cộng với lại hiện tại phương từ an tá, và tiếp trong ngữ pá chúng ta có cái động từ pachinantang có nghĩa là đang thu gom hay là đang thu nhặt. Đang thu gom hay đang thu nhặt.
Câu kế tiếp đó là Vyasattamanasangnarang. Vyasattamanasangnarang. Vyasattamanarang manasang. Vyasattamanasang chúng ta tập tầm 2 đó là Vyasatta và manasang. Mana. Vyasatta đó là có nghĩa là bị dính mắc, bị dính mắc. Nó có cái căn gốc Pali đó là cái căn động từ sacchati là dính mắc, sacchati là dính mắc. Nó cộng với lại tá của quá khứ phân từ, cho nên chúng ta có cái từ cái quá khứ phân từ là vyasatta. À, đã bị dính mắc. Còn manasang là tâm ý. Manasang là tâm ý. Na răng là một cái người. Một người ở đây thì được nêu rõ là một cái người, một cái người. Cái người này là cái người liên quan đến cái việc mà nhặt các loại hoa đó, thưa quý vị. Cho nên chúng ta thấy là Pachinantang và chữ Na răng và Vyasattamanasang Na răng nó cùng một cái cách chia. Một cái cách chia tức là cái người mà tâm ý bị đắm say. Chữ nó răng là cái từ chủ từ, và những cái từ như là Vyasattamanasang và Pachinantang nó là bổ nghĩa cho từ nó răng. Cái người mà có ý đắm say, tham nhiễm, thu nhặt Pachinantang, búp hờ lấy các loài hoa. Câu thứ ba, Suttangamang Mahokhowa. Suttang ở đây chúng ta đừng có hiểu lầm là cái từ Sutta. Suttang là kinh. Chúng ta có cái từ quen thuộc đó là Sutta. Ewangme Suttang. Ratana Suttang. Suttang đó là cái lời kinh. Lời kinh nó khác. Còn cái này là quá khứ phân từ, bởi cái căn động từ Suppati cộng với lại Tapachay Tapachati thì nó ra cái từ Sutta. Đó là đang ngủ. Đang ngủ. Gamang là ngôi làng. Gamang là ngôi làng. Mahokhowa là Mahokho cộng với lại ý quá. Mahokho đó là một cái trận lũ lụt lớn. Một cái trận lũ lụt lớn. Maha cộng với ô khá. Maha ô khá Mahokhowa. Mahokho. Ý quá giống như hay là tợ như. Ý vá là một cái thể so sánh trong Pali. Khi chúng ta thấy cái từ ý vá này là một cái phép so sánh, và so sánh cái trường hợp hai cái câu đầu và hai cái sau của trong bài kệ 47 này. Cái trường hợp mà ga măng mó hô khô quá, lục trôi làng ngủ á, thì nó là một cái trường hợp ví dụ cho hai cái câu đầu tiên. Câu thứ tư, câu cuối cùng đó là Machu Adaya Gacchati. Machu Adaya Gacchati. Machu nó là thần chết. Thần chết. Adaya là mang đi, lấy đi,
mang đi lấy đi. Hay trong cái trường hợp này chúng ta có thể thêm một cái nghĩa đó là cuốn đi, lục thì nó sẽ cuốn đi. Còn như là một con người thì chúng ta gọi là lấy đi, mang đi. Gacchati có nghĩa là đi. Như vậy là chúng ta vừa sơ lược qua có ngữ vựng của câu kệ ngôn pháp cú số 47. Một lần nữa, câu kệ ngôn pháp cú số 47 có nội dung như sau. Phupani hewa pachinantang vyasata manasang narang sutangamang maho khowa machu ada gacchati. Người nhặt các loại hoa, ý đắm say tham nhiễm, bị thần chết mang đi, như lụt trôi làng ngủ. Hoặc là bản Việt ngữ của Ngài Giới Đức. Hay còn thu nhặt hoa hương, đắm si tham nhiễm bên đường biết hay, tử thần mang kẻ ấy ngay, như con lũ cuốn ngủ say cả làng. Nam mô Buddhaya. Tiếp theo thì chúng ta sẽ tìm hiểu về duyên sự cũng như là ý nghĩa của câu kệ ngôn pháp cú số 47 này. Quý vị còn nghe được âm thanh rõ không ạ? Dạ, cảm ơn cô Rạng Đông. Dạ, cảm ơn cô Cẩm Vân. Cái duyên sự của câu kệ ngôn pháp cú số 47 này ở trong chú giải được đề cập đến thì rất là dài. Phải nói là một trong những cái câu chuyện, cái duyên sự rất là chi tiết. Và thưa quý vị rằng câu kệ ngôn pháp cú này được Đức Thế Tôn Ngài thuyết giảng khi Ngài ngự tại Kỳ Viên Chetavana, đề cập đến Đức Vua Vidudapha và đoàn tùy giá Viễn Chinh đã chết trôi vì nạn lụt Vidudapha Watthu. Nhưng thật ra khi mà tìm hiểu kỹ về ý nghĩa cũng như là nội dung của cái duyên sự đó thì chúng ta có thể dễ dàng nắm bắt được cái ý nghĩa của cái câu kệ ngôn này. Tuy nhiên cái phần duyên sự, trong cái phần duyên sự này đó thì đó là một cái cớ, đó là một cái cớ. Bởi vì khi mà Chư Tăng thấy một cái hiện tượng lạ lùng á, không phải là các cái Chư Tăng nhiều chuyện đâu, mà khi mà các ngài đi khất thực hàng ngày đó, rồi bà con Phật tử họ trình lên Chư Tăng, và Chư Tăng không hiểu cái nguyên nhân, không hiểu cái lý do, cái duyên sự và về trình lên Đức Phật. Và các vị có biết rằng chắc chắn á, một điều đó là khi mà có một cái duyên sự đặc biệt xảy ra đó, khi mà trình lên Đức Phật sẽ có một cái thời pháp rất là hay, rất là lợi ích. Và mỗi một cái thời pháp kết thúc như vậy đó thì có nhiều vị đã chứng được đạo quả khác nhau. Thì cái duyên sự liên quan đến cái Đức Vua Phí Đu Đa Khóa mà được dân và Chư Tăng mang lên trình lên Đức Phật đó, là Đức Phật ngày dịnh vào cái vịnh rồi cái cớ đó, là cái duyên sự đó, ngài nổi lên một cái đề pháp liên quan đến cái việc mà lũ lụt cuốn trôi cái người mà tâm ý bị đắm say tham nhiễm trong ngũ lạc ngũ dục, dục lạc ngũ trần. Còn cái duyên sự mà rất là chi tiết ở trong kinh pháp cú chú giải đó thì Tịnh Đạt nghĩ rằng đây là
cái cách mà các vị A Sa Lê, các vị chú giải sư đã lồng ghép vào đây những cái chi tiết để mà cho hàng thế hệ sau khi mà tìm hiểu liên quan đến những cái nhân vật ở trong Phật được lưu truyền rõ ràng và có một cái tình tiết nó chi tiết hơn, giống như là cuộc đời của Ví Đu Đa Phá, Đức Vua Ví Đu Đa Phá. Và khi nói về cuộc đời của Ví Đu Đa Phá thì nói về cha của vua Ví Đu Đa Phá là vua Pasenadi và mẹ là Vasapha Khatiya. Và chi tiết hơn nữa đó là tại sao vua Pasenadi lại lập hoàng hậu Vasapha Khatiya và lập Ví Đu Đa Phá thành hoàng tử. Và tại sao vua Pasenadi lại đi cưới một cái cô công chúa thuộc hoàng tộc sắc giá là Thích Ca. Nhà đó là những cái lý do tại sao mà có duyên sự ở trong Kinh Pháp Cú chúng ta thấy là rất là chi tiết. Và kể về cuộc đời của Đức Vua Ví Đu Đa Phá. Và kể cả luôn một cái chi tiết rất là được thường xuyên nhắc đến, đó là một cái cuộc biến cố trong lịch sử. Ở trong chúng ta có thể đọc cái phần chú giải Kinh Pháp Cú này giống như là chúng ta đang đọc một cái sự kiện lịch sử đã xảy ra trong thời kỳ Đức Phật. Và cái sự kiện lịch sử này nó gắn liền với hoàng tộc Thích Ca, một cái biến cố đau thương, giống như là một cái việc đó là xóa sổ, tàn sát hoàng tộc Thích Ca. Phải nói là một cái sự kiện quá đỗi là đau thương. Và sẵn trong cái sự liên quan đó mà các ngài chú giải sư đã lồng ghép vào những cái tình tiết, những cái chi tiết cho chúng ta ở những thế hệ sau chúng ta nắm được. Giống như là cái sự cái biến cố đau thương khi mà hoàng tộc Sắc Giá bị, sau khi vua Ví Đu Đa Phá lên ngôi, tác một cách đau thương, giết toàn bộ những người mang dòng tộc Sắc Giá, một cuộc thảm sát. Bởi vì một cái nguyên nhân đó là cái sự lường gạt, cái sự lường gạt của hoàng tộc Sắc Giá khi mà gả một cái cô công chúa cho Đức Vua Pasenadi, nhưng mà cô công chúa này là con của một người hầu nhà để mà cầu thân. Thì vua Ví Đu Đa Phá bị một cái nỗi sỉ nhục khi mà một lần trở về thăm lại quê ngoại đó, thì đã bị một lần sỉ nhục, đó là các cái nô tỳ cung nữ ở trong hoàng tộc Sắc Giá dùng sữa để mà rửa cái ghế Ví Đu Đa Phá và nói những cái lời khinh bỉ một cái đứa cháu của một người nô tỳ thì không đáng để ngồi vào cái chỗ này. Và từ đó Ví Đu Đa Phá đã ôm hận và thề rằng khi có cơ hội sẽ tàn sát, thảm sát dòng họ Thích Ca. Và cái cuộc thảm sát đó đã xảy ra khi mà cơ hội đã đến. Với cái hận thù từ truyền kiếp, và cái hận thù từ tấm bé, mà cái hận thù đó nó được nuôi dưỡng nung nấu. Và quý vị biết rằng cái sự hận thù của một đứa bé đó nó dễ dàng xảy ra lắm,
Ngay cả chúng ta bây giờ chúng ta cũng bắt gặp nhiều thứ, và chúng ta nhớ lại cái thời tuổi nhỏ chúng ta cũng có nhiều cái điều không thích đối với người lớn, mà chúng ta không ưa đối với một số người, mà chúng ta cũng ghét cái người đó nữa. Nhưng mà do là khi mà lớn lên chúng ta không có đủ quyền, không có đủ tiền, không có đủ sức, cho nên cái nỗi hận thù đó nó không đáng là gì hết. Đôi khi chúng ta không hay chúng ta ghét là chúng ta bỏ qua, hay là chúng ta không gặp, không nói chuyện, không giao du, chỉ có thế thôi. Nhưng mà cái nỗi hận thù nó được nuôi dưỡng, và khi mà trong tay mình có đủ cơ hội, tức là có tiền, có quyền, có thế, thì cái sự hận thù nó sẽ bộc phát một cách mạnh mẽ, giống như trường hợp của vua Virudapha. Kinh hoàng, và cái nỗi kinh hoàng hơn nữa đó là Virudapha đã phạm vào một cái trọng tội, đó là giết hại các bậc thánh nhân. Bởi vì trong cái thời điểm đó thì hoàng tộc Sắc Á, những cái vị mà thánh nhân cư sĩ tu đầu quần rất là nhiều, bởi vì đã được Đức Phật ngài thuyết pháp, ngài tế độ. Cho nên khi mà đã là các vị thánh nhân cư sĩ thì các vị đó sẽ không có cái sự chống trả. Quân đội của Sắc Giá được mệnh danh là những chiến binh bất bại, và những cái xạ thủ thiện xạ. Nhưng mà bởi vì đã là thánh nhân cư sĩ rồi thì không có đụng tới gươm đao, không có đổ máu, cho nên chấp nhận cái nghiệp quá khứ nó trổ bởi cái cuộc thảm sát đó. Cái điều này nó giúp cho chúng ta nhận ra một cái điều, đó là cái bất bình, cái bất mãn ở trong cuộc sống á, thì chúng ta nên dè chừng và đừng cho nó ấp ủ ở trong người. Bởi vì khi mà nó ấp ủ ở trong tâm thức của mình á, một lúc nào đó nó sẽ bộc phát, và nó may mắn á, thì lúc đó bộc phát á, là chúng ta là người thế cô sức yếu, thì nó bộc phát rất là nhẹ nhàng. Còn khi mà không may mắn mà chúng ta là một cái người quan chức chẳng hạn, hay là chúng ta là một cái người tài sản lớn, chúng ta có quyền có thế, thì cái sự trả thù đáp trả của cái mối hận ngày xưa đó nó kinh hoàng lắm, nó kinh hoàng, nó kinh khủng khiếp. Nên dè chừng với những cái hiềm hận ở trong cái cuộc sống, và cố gắng làm sao giải tỏa, bỏ bớt hay là xóa đi những cái hận thù. Chuyện lớn thì quá nhỏ, chuyện nhỏ thì quá không. Cố gắng để mà canh chừng, đừng cho cái hiềm hận hay là cái quan trái nó trói buộc chúng ta. Lỡ như mà có những cái bất tội nguyện ở trong cuộc sống, ví dụ như đi làm việc gặp một những cái người sếp, cái người quản lý không có thân thiện, không có khéo léo hiểu ý nhân viên, hay la hay mắng, thì chúng ta nếu mà được thì chúng ta chỉ vì cái sự đối đãi nó không là gì đó, mà công việc chúng ta đang thuận lợi, chúng ta nghĩ rằng đó là cái công việc, cái chỗ công ty thôi. Còn khi mà ra khỏi công ty hay là về tới nhà thì còn biết bao nhiêu tốt đẹp đang chờ đón chúng ta. Chúng ta đừng vì một cái bất mãn hay là một cái bất tội nguyện mà chúng ta ôm ấp giữ trong lòng. Cái hiện tại thưa quý vị là nhiều người đã nói rằng xã hội bây giờ công việc, áp lực của công việc hay áp nó là một cái nguyên nhân rất là lớn ra những cái căn bệnh
như là trầm cảm, là những cái căn bệnh nhồi máu cơ tim, hay là những cái căn bệnh mà liên quan đến thần kinh, làm cho cái xã hội này ngày càng phức tạp, thì chỉ có còn một cách, đó là mỗi người phải học cái phương pháp đó là xả bỏ, không nuôi dưỡng cái tâm sân hận, không nuôi dưỡng cái áp lực hay là cái quan trái, thì chỉ có cách đó để mà có thể giúp chúng ta cân bằng lại cuộc sống. Cái điều này thì nó nhìn thì chúng ta không có để ý, nhưng mà chúng ta sẽ thấy rằng khi mà chúng ta bực bội đó, hay là bất mãn đó, chỉ cần thấy một cái hình ảnh hay là đồ vật mà của cái người mà chúng ta cảm thấy bất mãn, bất tội nguyện đó, thì chúng ta cũng đủ làm chúng ta khó chịu nha. Hay là chúng ta có cái tâm lý không có thoải mái đó, thì chúng ta đi ngoài đường chỉ cần một cái tiếng kèn xe ở phía sau mà nó gấp gáp, nó xin đường thôi, thì đủ làm ta khó chịu. Thứ đó là hãy canh chừng và cố gắng để mà xả bỏ, để cho cuộc sống nó càng tươi đẹp hơn. Thì quay lại cái duyên sự đó là khi mà cái mối hiềm hận, hận thù của Viduddha nó bộc phát và đã thảm sát trong họ Thích Ca. Trên đường về thì Viduddha và đoàn chinh chiến của vua Viduddha đã đóng quân lại tại một cái con trên bên cạnh một cái con sông, và do cái nghiệp hiện tại là giết hại, thảm sát dòng họ Thích Ca, và quan trọng hơn là thảm sát các vị thánh nhân cư sĩ, thì do cái nghiệp nó quá nặng cho nên có một cái cơn mưa trái mùa rất là lớn, và do bởi vì cái nước mưa một giây lát đã tạo thành một cái cơn lũ, một cái cơn lũ rất là thịnh nộ đã cuốn trôi đức vua Viduddha và những chiến binh đã cùng đức vua Viduddha thảm sát trong họ Thích Ca. Thì đó là cái nghiệp hiện tại nó quá nặng của vua Viduddha và những cái người tham gia vào cuộc thảm sát đó. Và một cái điều nữa ở trong cái liên quan đến cái chuyện này, cái biến cố này đó, thưa quý vị, rằng cái nguyên nhân mà dòng họ Thích Ca bị thảm sát đó, nó không đơn thuần là cái mối hiềm hận ở trong cái thời hiện tại không, mà còn là cái nguyên nhân ở sâu xa trong quá khứ, những cái đời kiếp khứ. Đức Phật ngày nói rằng các cái vị ở trong hoàng tộc Sắc Giá này ngày xưa ở trong một cái tiền kiếp nọ đã tạo một cái ác nghiệp cùng nhau vây bắt tôm cá bằng cách là thả thuốc độc xuống dòng sông. Thì quý vị biết rằng khi mà thả thuốc độc xuống dòng sông đó, thì mục đích là bắt tôm cá để mà kinh tế mưu sinh, nhưng mà do là cái tác dụng của cái chất độc thì đã làm cho biết bao nhiêu là sinh linh chúng sanh ở trong cái dòng sông đó bị mất mạng. Và do cái ác nghiệp này là ở đời sống hiện tại là những người trong hoàng tộc Sắc Giá bị thảm sát. Và quý vị thấy rằng á, cái nghiệp quả đó nó sẽ trổ sanh theo cái luật vận hành của nghiệp quả. Nhưng mà ở đây muốn nói đó là chính vì cái ác nghiệp của dòng họ Sắc Giá và cái nghiệp hiện tại đó là lường gạt để mà âm mưu gả một cái người con gái của một cái cô đầy tớ cho đức vua Pasenadi, và nó mang đến
một cái biến cố là cái cuộc thảm sát dòng họ Sắc Giá. Và Tịnh Đạt muốn nói ở đây đó là cái việc ác của cái việc làm ác của dòng họ Sắc Giá trong thời quá khứ, nó là cái nguyên nhân nó là cái nguyên nhân cho cái việc mà thảm sát ở trong cái hiện tại. Và cái nguyên nhân này á, nó là cái điều kiện cho cái chúng sanh khác tạo ác nghiệp. Dạ. Cái người tạo ác nghiệp sẽ trổ quả ác nghiệp. Và khi trổ quả ác nghiệp đó thì phải có một cái tác động của một cái chúng sanh khác quan trái với mình. Các vị có nhận ra cái điều này không? Giống như là một cái người A tạo ác nghiệp, sau khi một thời gian đó thì ác nghiệp, quả ác nghiệp nó sẽ trổ sanh và bị tác động bởi cái lực bên ngoài, đó là cái người B. Và cái người B này sẽ tạo ác nghiệp trên cái quả ác nghiệp của người A. Và sau đó thì cái người B này sẽ trổ quả ác nghiệp, và cái ác nghiệp này sẽ một lần nữa, cái quả ác nghiệp này sẽ một lần nữa bị tác động bởi một cái người của cái trước đó. Giống như là vô tình khi mà chúng ta tạo ác nghiệp đó, thì chúng ta sẽ vô tình tạo cái nguyên nhân cho một cái chúng sanh khác tiếp tục tạo ác nghiệp. Và chính vì cái sự vô tình này đó, hay là nói cách khác là thiếu lòng từ bi đó, thì đã làm cho vua Vidudapha là cái người tác động lên cái quả ác nghiệp của dòng họ Sắc Giá, là giết hại các cái vị thánh nhân. Ngày xưa thì các vị dòng họ Sắc Giá chỉ đánh cá, tức là giết hại những cái chúng sanh là loài bàn sanh. Nhưng mà cái quả trọt thì khi đó đã thành những cái vị thánh nhân rồi. Thì vua Vidudapha tại giết hại thì lại giết hại những cái vị thánh nhân, cho nên cái quả nó rất là khổ đau. Cái quả nó rất là khổ đau. Chúng ta nhớ lại cái câu chuyện mà ông đạo sĩ ông đạo sĩ tự nhiên Tịnh Đạt lại quên cái tên của ông đạo sĩ mà cột quan trái với lại một cái nữ dạ xoa, ngày xưa đã tạo ác nghiệp, đó là hãm hiếp và giết chết cái cô kỹ nữ, và cô kỹ nữ đây biến thành nữ dạ xoa để mà theo, để mà trả cái quán thù đó đó. Lúc mà tạo cái nhân ác á, thì những cái người đó, những cái người hoàng tử đó, những cái người đó tạo cái ác nghiệp trên một cái cô kỹ nữ là một cái người bình thường. Nhưng mà khi những cái quả ác nghiệp trở về sau đó, cái cô kỹ nữ đó bị giết hại và sanh làm nữ dạ xoa, và tìm cách để mà giết hại trở lại để trả mối quan thù đó, thì cái người hoàng tử ngày trước bây giờ là một cái vị đạo sĩ, sau khi nghe pháp đã chứng đắc được quả vị A-la-hán. Cho nên cái ác nghiệp của nữ dạ xoa bây giờ tuy là trả hận thù, nhưng mà lại giết nhầm, lại giết chúng sanh đã giác ngộ, thì cái quả nó rất là lớn. Thì kết lại cái việc mà Tịnh Đạt muốn nhắn gửi trong cái sự kiện này đó, đó là cái việc mà chúng ta làm ác nghiệp đó, quả trổ sanh ác nghiệp cho mình. Nhưng còn một cái vấn đề đó là chúng ta đang gây một cái nguyên nhân khác, đang gây một cái điều kiện cho chúng sanh khác tạo ác nghiệp khi mà cái quả chúng ta đã trổ. Như vậy là thiếu lòng từ bi khi mà chúng ta làm ác, thiếu lòng từ bi trên hành động chúng ta làm ác, và thiếu lòng từ bi khi quả ác trổ sanh. Cho nên chúng ta nhìn nhiều khía cạnh ở trong cái việc mà ác nghiệp trổ sanh đó, thì
thì chúng ta sẽ ngưng lại, chúng ta sẽ giảm bớt lại, và chúng ta sẽ cố gắng để mà tránh né. Và tiếp tục thì khi mà vua Viduddhapha và các chiến binh của mình bị cuốn trôi bởi cơn lũ ở trong một cái đêm cấm dừng chân ở trên bên cạnh con sông đó, thì cái sự kiện này đã đến tai Chư Tăng và trình lên Đức Phật. Đức Phật ngài lấy cái ví dụ, quý vị để ý nha, Đức Phật ngài lấy cái trường hợp hay là cái ví dụ về cái sự kiện là Đức Vua Viduddhapha và đoàn tùy tùng của mình bị lũ cuốn trôi để nói lên một cái thời pháp. Chứ Đức Phật ngài không có nói cái thời pháp này ám chỉ về Đức Vua Viduddhapha. Ngài lấy cái sự kiện mà trong Chư Tăng và Phật tử đang có cái thắc mắc, đang có cái sự bàn tán, ngài lấy cái ví dụ này để nói lên một cái thời pháp. Và cái đề pháp đó nó nằm trên hai cái câu kệ đầu tiên, đó là Upanihewa Bacinantang Pyasata Manasangnarang. Hai cái câu này là hai câu quan trọng, còn hai câu sau là hai cái câu ví dụ hay là hai câu dẫn chứng để làm rõ nghĩa hơn cho hai câu đầu tiên. Upanihewa Bacinantang Pyasata Manasangnarang, người nhặt các loài hoa ý đắm say tham nhiễm. Các loài hoa ở đây như Tịnh Đạt đã trình bày, đó là ẩn dụ cho các cái đạt ngũ trần sắc thinh hương vị xúc. Và người nhặt các loài hoa là người đang có cái tâm ý thấm đắm say tham nhiễm ở trong dục lạc ngũ trần và không nhận thật cái mối nguy hiểm ở trong dục lạc ngũ trần. Giống như là trong cái việc mà thọ hưởng trong cái cảnh về mắt, cái cảnh về mắt là sắc đẹp, cái cảnh về âm, cái tai là âm thanh hay, mật ngọt chết ruồi, cái cảnh về thức ăn ngon hay là cái cảnh về im ái. Tất cả những cái điều đó bị có cái người chúng sanh đang bị đắm say tham nhiễm và bị lôi cuốn, không có ý thức được rằng đây là cái mối rủi ro nguy hại về sau. Và hai cái câu xuất tăng ca măng ma hô khô quá ma chu a đa giá cách chết tí là bị thần chết mang đi như lục trôi làng ngủ. Giống như là một cái làng ngủ ở đây không phải là cái làng là những cái đồ vật vô tri vô giác, mà là ám chỉ cho những chúng sanh đang say mê, đang ngủ say si mê ở trong phiền não, ở trong dục lạc ngũ trần, mà không có cái ý thức được rằng đời là một cái sự bể khổ, đời này có rồi lại mất, hợp rồi lại tan, đời này có sanh là phải có diệt, đời này có gặp nhau rồi phải chia ly. Không ý thức được rằng khi mà chúng ta sanh ra đời thì chúng ta phải chịu nhiều cái sự chi phối bởi nghiệp quả. Không có ý thức được điều đó, chúng sanh thường hay có cái sự trách than, than khóc, thường hay có cái sự bất mãn, thường hay có cái sự ganh tị tật đố, thường hay có cái sự đổ thừa hoàn cảnh. Và chính vì không hiểu được, không ý thức được những cái điều này, cho nên càng đắm say, càng tìm tòi, càng hy vọng, càng ước vọng ở trong một cái tương lai tốt đẹp, và càng tranh đấu, tranh giành quyền lợi, càng tranh đoạt, ám hại lẫn nhau để mà đạt được cái mục đích của mình trong dục lạc ngũ trần.
Ở trong Phật giáo thì chúng ta không có đi theo hai cái hướng đó là giống như là khi mà chúng ta nghe nói vậy đó, khi nghe Đức Phật ngài thuyết như vậy hay là nghe chư tăng các vị giảng sư giảng như vậy đó, thì chúng ta lại có một cái suy nghĩ đó là như vậy thì làm sao sống ở trong cuộc đời, làm sao mà chúng ta giữ được cái sinh hoạt. Thì đối với vị rằng không phải nói như vậy là chúng ta từ bỏ hết, chúng ta bỏ hết hay là chúng ta làm ăn không có cái sự tính toán trong đó để mà được cái lợi cái lãi, hay là chúng ta nghe như vậy chúng ta nói là chúng ta không hơn thua, không tranh giành thì chúng ta làm ăn lúc nào cũng bị thiệt. Không phải như vậy, mà là chúng ta phải là một cái người tỉnh táo ở trong mọi cái hành động thân khẩu ý. Cái tỉnh táo ở đây nói rõ hơn đó là cái ý thức về về cái sự thật cuộc đời. Khi chúng ta đạt được một cái danh hiệu về chúng ta đạt được một là một cái vật chất mà chúng ta ưa thích, ngay khi ấy chúng ta hãy lập xét ở trong đầu một cái ý thức rằng những điều này là phải, điều này cái lời nói, những cái hành động, những cái suy nghĩ, tất cả những gì mà chúng ta có trong tầm tay hay là những cái danh hiệu mà chúng ta chỉ thi một cái sự tỉnh thức, đó là hãy vào ở trong tâm thức rằng tất cả những cái thứ đó phải chịu cái định luật thường. Nói rõ hơn đó là đều phải chịu cái sự hư hoại, đều cái sự hư hoại biến đổi. Và chỉ riêng một cái điều này thôi thì Tịnh Đạt chắc chắn rằng quý vị tập luyện theo cái điều này đó, chắc chắn rằng các vị sẽ lớn mạnh ở trong Phật pháp. Lớn mạnh ở đây là cái tâm dính mắc của quý vị sẽ giảm bớt, dính mắc về tài sản, dính mắc về tình cảm, dính mắc về vợ con, chồng con, quyến thuộc, nhà cửa, xe cộ, tiền tài. Tất cả những thứ đó là chúng ta chỉ tùy nghi sử dụng và không có bị chi phối. Khi nó mất đi thì chúng ta không có khổ. Còn khi mà chúng ta không ý thức được cái điều này thì chắc chắn là chúng ta sẽ khổ đau và sẽ bị luân hồi. Các cái vị Bồ Tát hay là thánh nhân chỉ khác chúng ta ở điều này thôi quý vị. Chúng ta thấy rằng chính Đức Phật và các vị thánh tăng, các ngài cũng có một cái sinh hoạt y hệt như là cái người bình thường như vậy thôi. Các ngài cũng đi khất thực, các ngài cũng dùng vật thực, các ngài cũng ngồi thiền, các ngài cũng đi kinh hành, các ngài cũng nói pháp, các ngài cũng có thọ nhận y, thọ nhận bát, các ngài cũng có thọ nhận tứ vật dụng, vân vân. Nhưng chỉ khác cái chúng sanh bình thường đó là các ngài có một cái ý thức không có dính mắc, không có dính mắc. Mà chúng ta là người đệ tử Phật, là đệ tử các vị thánh tăng thì chúng ta phải noi gương các ngài tập sắm đồ thì sắm đồ, mua đồ thì mua đồ, hay là cố gắng đặt cái mục tiêu trong tương lai thành đạt thì thành đạt, nhưng mà với một cái sự tỉnh thức, đó là hãy cài đặt vào trong đầu mình một cái ý thức trọng, đó là tất cả rồi phải chịu cái sự vô thường hay là biến đổi. Cái điều này nó quan trọng lắm. Khi mà tập luyện được điều này thì quý vị sẽ thấy rằng một ngày nào đó chúng ta sẽ
có một cái sự thảnh thơi, nhất là khi mà về tuổi già chúng ta sẽ có một cái sự thảnh thơi hết sức là hạnh phúc. Chúng ta không có bị dính mắc bởi con, bởi cháu. Hôm nào thì mấy đứa con nó về, mấy đứa cháu nó về thăm thì vui mừng lắm, vui lắm, chảy nước mắt. Rồi nó về được 2-3 ngày cuối tuần đó thì nó cũng phải đi, nó có một cuộc sống riêng của nó. Rồi con cháu nó cũng phải đi học, con nó phải đi làm, thì lúc đó lại buồn. Vui bao nhiêu thì buồn bấy nhiêu. Trong nhà tiếng vui vẻ cười đùa bao nhiêu thì lúc này là cô quạnh bấy nhiêu. Thì cái cuộc sống như vậy là cuộc sống không phải là cái người học Phật Pháp. Cái người học Phật Pháp là buồn á thì không vui quá, buồn cũng không buồn quá. Bởi vì ý thức được rằng vui thì nó cũng sẽ hết, buồn cũng sẽ tan, tất cả những điều đó rồi sẽ thay đổi. Chỉ một câu đó thôi thì chúng ta sẽ sống với cái môi trường sinh hoạt, sống với cái hội, mặc dù là chúng ta không có đi chùa, mặc dù là chúng ta không có thiền viện, chúng ta sống ở ngoài xã hội, ở trong xã hội tiếp xúc giao du, với chỉ một câu đó là tất cả những điều đó rồi qua, thì quý vị sẽ có một cái sự thảnh thơi hết sức là hạnh phúc hơn tất cả những người mà không học được cái câu này. Tình Đạt đam cam chắc quý vị là như vậy. Và đúng là không phải là một mà là một cái sự luyện tập, phải là công phu luyện tập để mà có được cái kết quả, nhưng mà không bắt đầu thì sẽ không có cái thành công. Và mong rằng tất cả quý vị chúng ta sẽ học thêm một cái cách để mà ứng dụng ở trong cuộc sống, bên cạnh những cái cách mà quý vị đã tiếp nhận, đã nghe được, đã học hỏi được từ trong kinh nghiệm của bản thân mình. Và cái thêm một cái cách nữa đó là hãy thường xuyên ghi nhớ, giảm bớt các cái sự dính mắc ở trong cái cuộc sống, từ phi vật chất và vật chất, bằng cách đó là hãy tâm niệm rằng tất cả những điều đó rồi cũng sẽ qua, đều phải chịu sự vô thường biến đổi, không có trường tồn mãi mãi. Và điều thứ hai đó là hãy tha thứ, hãy xả bỏ, đừng cột quan trái với bất kỳ chúng sanh nào, bởi kể cả bản thân mình, những cái sai sót, những cái tội lỗi chúng ta hãy tự tha thứ cho bản thân mình. Với cái điều này thì chúng ta sẽ có được một cái sự an lành, thảnh thơi, một cái sự hạnh phúc tận trong đáy lòng, không phải do ngoại cảnh, không phải do người khác mang đến, mà do kinh nghiệm của mình mang đến. Thì Tình Đạt xin được chia sẻ với diễn đàn Pháp Cú Kinh qua câu kệ ngôn 47. Tình Đạt xin được kết thúc nơi đây. Nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ chư tăng và toàn thể quý vị có được sự khinh an, tâm tư được mát mẻ và luôn luôn có sự an lạc ở trong Phật Pháp. Nam mô Bụt-tha-ya. Dạ, kính mời cô Cẩm Vân trở lại với diễn đàn. Xin xuống mic. Dạ, sa thú lành thai, chúng con kính tri ân Đại Đức Tình Đạt đã giảng bài học ngày hôm nay cho chúng con nghe, để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Và chúng con kính tri ân Đại Đức Tịnh Đạt. Và con kính thỉnh Thường Tọa Minh Hạnh chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo. Và con kính Nhân Mít Đính Sư. Bồ Tát Sắp Bồ Tát Lăng Rạc Hàm Tô Sắp Bồ Đề Bồ Tát Sắp Bồ Bồ Đà Nữ Hòa Quê Nữ Sa Đà Sở Thị Công Anh Tư Trê Bồ Tát Sắp Bồ Tát Lăng Rạc Hàm Tô Sắp Bồ Đề Bồ Tát Sắp Bồ Đà Nữ Hòa Quê Nữ Sa Đà Sở Thị Công Anh Tư Trê
Bhagavato sabba mangalang rakhantu sabba devata sabba sangha anupavena sada sati bhavantu te. Tất cả phương mang có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người. Do nhờ quả đức của chư Phật, do nhờ quả đức của giáo pháp, do nhờ quả đức của chư tăng, các sự thành lợi thường thường đến người. Cầu xin cho quả của tâm tính thành tâm bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Dạ, sa thú lành thai. Chúng con kính tri ân thượng tọa minh hạnh đại đức Tịnh Đạt, đại đức Tuệ Đức cùng chư tôn đức đã vào rung chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới ôn bài và học pháp. Và chúng con kính tri ân chư đại đức tăng. Kính mời quý Phật tử cùng cảm dân hồi hướng. Ya ne wa ta sam ti vi ha ra wa si ni thu pe ga re bo thi ga re ta hin ta hin ta tham ma đa đề na pa quan tu vu chi ta so thiền ca ron te tha vi ha ra mang đa lê thề ra cha mát cha na qua ca cha biết ca vô sa ra mi ca đa na pa ti u pa sa ca ga ma cha đề sa ni ga ma cha is sa ra sa pa na pu ta su khi ta pa quan tu te cha la bu cha ye pi cha an đa sam pa wa sam se đa cha ta tha vô pa pa ti ca ni ya ni căng tham ma wa rằng ba tiếp cha tề sắp về pi đúc khát sa ca ron tu sang kha yang tha tu chi rằng sa tăng tham mô tham ma tha ra cha bu ga la sang khô hồ tu sa mắc vô quá Atha ya cha hi ta ya cha am he ra khan tu sắc thầm mô sắp về pi thầm ma cha ri no vượt thêm sâm pa phu ne ya ma thầm ma ri ya pa về đi tê. Và chúng con kính tri ân chư đại đức tăng. Kính cảm ơn quý Phật tử đã quân tập vào rung nghe pháp. Kính mời quý Phật tử ngày mai vào lúc 7:30 giờ Việt Nam chúng ta trở lại vào rung học pháp. Kính chào thì cảm nhân xin xuống mic.